Xin chào các bạn, tôi là ông Thành Nam. Hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn một loài ong châu Á rất đáng sợ. Thậm chí nó là thiên địch, một loài nguy hiểm nhất cần tiêu diệt tại châu Âu, thì nó vẫn tồn tại tại châu Á hàng ngàn năm nay đó là ong bắp cày. Loài ong được coi là hung hàn nhất và có nọc động tương đối cao, hàng năm các vụ tấn công gây chết người và gia súc rất lớn. Với kích thước lớn gấp 5 lần một con ong mật bình thường, loài ong bắp cày có khả năng tiêu diệt 40 con ong mật chỉ trong một phút. Nọc độc của loài ong này là một chất độc thần kinh cực mạnh có thể gây dị ứng và thâm tím xung quanh vết chích. Lượng độc tố quá nhiều cùng với việc không được chữa trị kịp thời sẽ khiến các nạn nhân bị đốt tử vong. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về đặc điểm ngoại hình, đặc điểm sinh trưởng phát triển, thói quen tập tính và mức độ nguy hiểm của chúng. Một đặc điểm ngoại hình thường có thân hình mảnh mai, trơn nhẵn, được nối với bụng bằng một tay cầm mỏng và có đôi cánh phát triển tốt. Con ong cái là con ong to nhất và có vết đốt hơi khủng khiếp, thuộc nhiều họ khác nhau ong bắp cày còn gọi là ong vò vẽ. Ong cái có đốt dài và dày ở đầu đuôi thông với tuyến nọc độc, sau khi đốt, nọc độc được tiêm vào da, nhưng vết đốt không bị đứt nọc lưu lại trên da. Ong bắp cày là loài côn trùng xã hội, chúng tạo thành nhóm riêng và xây tổ cộng sinh. Hầu hết ong bắp cày sử dụng các vật liệu như sáp ong hoặc cỏ khô để xây tổ phức tạp trên cây, loại tổ này rất chắc, chịu được mưa gió, con cái có một vết đốt kinh khủng. Con trưởng thành chủ yếu ăn mật hoa, nhưng ấu trùng lại ăn côn trùng do mẹ cung cấp. Hình dáng cơ thể của ong bắp cày trong thời kỳ trưởng thành cũng có các đặc điểm tiêu chuẩn của côn trùng, bao gồm đầu, ngực, bụng, ba đôi chân và một đôi râu, đồng thời mắt đơn, mắt kép và cánh của nó là cũng là đặc điểm chung của hầu hết các loài côn trùng. Ngoài ra, phần đuôi bụng một ống dẫn trứng thoái hóa được giấu ở cuối, tức là một cây kim ong độc, nhộng là nhộng có màu trắng vàng và màu sẫm dần theo tuổi đầu, ngực và bụng rõ ràng và các cơ quan chính có thể nhìn thấy rõ ràng, độc tố và vết đốt, độc tố trong ong được chia thành độc tố tan máu và độc tố thần kinh, có thể gây suy chức năng gan, thận và các cơ quan khác của con người, đặc biệt nếu chúng chích vào mạch máu của con người sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, nọc độc không bị đứt ra như ông mật khi chích mà nó có thể chích được rất nhiều lần. hai sinh trưởng và phát triển ong bắp cày là loài động vật biến đổi hoàn toàn trải qua bốn giai đoạn trong cuộc đời Trứng, ấu trùng, nhộng và ong trưởng thành, hình dáng ở mỗi giai đoạn là khác nhau. Đuôi của nhộng non sau khi nở ra từ trứng vẫn bám vào đáy tổ, dù treo ngược tổ cũng không bị rơi, ong thợ làm nhiệm vụ kiếm ăn. Khi trưởng thành cơ thể sẽ dần từ trong suốt đến màu vàng tươi rồi đóng thành tổ. Lớp trên của kén mỏng và có dạng nhộng, kén nở ra sau khi trưởng thành và chỉ mất 2 đến 3 tuần kể từ khi nở ra. Giai đoạn ấu trùng ăn các loại côn trùng nhỏ khác, nói chung là ăn thịt và đặc biệt là sâu bướm, nên lúc chúng ta ăn nhộng ong cần lưu ý loại bỏ ruột. Ấu trùng của các loại ong bắp cày được ong trưởng thành trong tổ mớm cho ăn các loại con trùng, sau khi ăn ấu trùng thường tiết ra chất lỏng mà ong trưởng thành thích ăn. Trứng thường có hình bầu dục, màu trắng, nhẵn, mỗi lỗ có một quả, ở gốc có một sợi tơ cố định cho đến khi nở ra ấu trùng. Vì vậy, dù miệng tổ ong hướng xuống nhưng ấu trùng trong tổ không bị rơi ra ngoài tổ. 4. Tập quán sống ong bắp cày là nhóm côn trùng có tập tính xã hội, ong chúa là ong cái giao phối và thụ tinh với ong đực sau mùa thu năm trước. Chúng dự trữ tinh trùng trong túi tinh và sử dụng chúng theo lượng. Ong đực chết ngay sau khi giao phối, khi trời trở nên lạnh hơn những con ong cái đã thụ tinh rời tổ của chúng để tìm kiếm những nơi kín gió như vết nứt tường và đống cỏ khô để sống qua mùa đông theo đàn vào mùa xuân năm sau những con ong cái sống sót phân tán thành đàn và đi riêng lẻ để tìm những nơi thích hợp để xây tổ và đẻ trứng trứng được thụ tinh tạo thành ong cái trứng không được thụ tinh tạo thành ong đực do số lượng ong thợ tăng lên nên tổ ong dần mở rộng ong thợ có nhiệm vụ xây tổ và nuôi ấu trùng sau mùa thu các con ong đực trong tổ chiếm khoảng 1 phần ba tổng số đây là khoảng thời gian có nhiều ong đực nhất trong năm Nói chung, khi nhiệt độ là 12 đến 13 độ C, ong bắp cày sẽ hoạt động và chúng sẽ bắt đầu xây tổ ở 16 đến 18 độ C và chúng sẽ sống sót qua mùa đông khi nhiệt độ giảm xuống 6 đến 10 độ C sau mùa thu. Các hoạt động diễn ra thường xuyên nhất khi nhiệt độ cao vào buổi trưa mùa xuân và nóng vào buổi trưa mùa hè. Và các hoạt động thường bị đình chỉ chúng về tổ vào ban đêm và nam yên, có sở thích về ánh sáng, ngừng hoạt động khi gió trên cấp 3. Khi nhiệt độ tương đối là 60 đến 70% là thích hợp nhất cho các hoạt động, ít hoạt động ra ngoài vào những ngày mưa, những con ong bắp cày nghiện chất ngọt trong vòng 500m, ong bắp cày có thể nhận biết rõ ràng phương hướng và trở về tổ một cách xuân sẻ. Mỗi tổ ong được bao bởi một màng mỏng bên ngoài tránh mưa gió hoặc ở trong hốc cây, tổ ong được bố trí nhiều tầng trồng lên nhau. Chính giữa được kết nối chính xác bằng một cột trụ vững chắc, số lượng bao nhiêu tầng thì không nhất thiết và nó có thể là 10 tầng, hoặc hơn. Miệng của từng phòng nhỏ hướng xuống dưới. Trong một thế giới nhỏ kỳ lạ này, những con ong non mọc đầu ở đây, tức là bị treo ngược cho dù chúng đang ngủ hay đang ăn. Mặc dù ong bắp cày rất bá đạo và hung dữ nhưng mà nó là một trong những món khoái khẩu của rất nhiều người dân ở các nước châu Á. Nhộng thì làm món nhậu có tác dụng vị thuốc và bồi bổ cơ thể. Con ong trưởng thành có thể ngâm rượu để làm các vị thuốc và tôi sẽ chia sẻ thêm cho các bạn ở những video sau. Nghe đến đây thì các bạn hiểu tại sao ở châu Á nó lại không đáng sợ mấy rồi đấy. Và những năm gần đây điển hình tại Trung Quốc, số lượng ở ngoài tự nhiên còn không đủ cung cấp mà còn được nhân giống và nuôi số lượng lớn. Và tôi sẽ chia sẻ thêm về các video kỹ thuật nhân giống ong bắp cày cho các bạn ở những video tiếp theo. Video đến đây đã kết thúc, chúc các bạn có trải nghiệm thú vị về ong bắp cày cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhớ ấn đăng ký để ủng hộ và không bỏ lỡ những video tiếp theo